Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Chân nó cách như thế này, hình dung chưa? Thì lát nữa chúng ta sẽ tác động vào, nếu như cái chân gót chân mà chạm được mông thì chúng ta sẽ xoay ở cái điểm mà chạm mông. Còn trong trường hợp mà chân không chạm mông thì chúng ta sẽ đo vào cái cây này và chúng ta sẽ hình dung chân này còn có sống hơn, còn xa hơn đúng không? Chúng ta cũng sẽ đo. Bây giờ chúng ta làm từng chân. Bây giờ chúng ta làm chân bên này. Mọi người chân tự đi ạ. Người trật tự lát nữa chúng ta sẽ làm, sẽ hô đồng vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dây. Và trước khi dây á, khóa này ở cái cơ đằng sau lưng á, phía dưới của cái thắt lưng một khúc á, nó có hai cái hõm, điểm hõm này này, mình thấy rất là rõ này. Thì mình sẽ đặt cái đầu cách xa của khóa nhị môn, mình sẽ đặt khóa, mình đè vào đúng cái chỗ cái lõm này. Một tay mình sẽ đè ở đây khóa nhị môn, còn tay kia thì mình sẽ dây ở cái điểm nào, ở chính cái điểm mà nếu chạm được gót á. Và mình nhớ là cái tay của mình không đủ lực. Tay mình không có cách gì đủ lực để dây vào đây đâu. Cái mông nó dày lắm. Do đó mà chúng ta sẽ phải dùng cái dụng cụ này thì nó mới tác động được vào cái sợi gân, cũng giống như là thần kinh ở bên trong. Ok chưa ạ? Và mình dây như thế khoảng 20 cái. Chúng ta sẽ dây ở đây. Đó, cũng dây khoảng 20 cái. Rồi, sau khi dây queo chân khoảng 20 cái xong thì lúc này chúng ta sẽ dây dọc ở bên đùi phía trên. Đây, mọi người nhìn đây, cái dọc cái chỗ đùi này này. Nếu như ai nhạy cảm, chúng ta làm quen, chúng ta sẽ cảm nhận là có ba cái điểm mà nó hõm hơn bình thường. Còn nếu chúng ta mới học, mọi người không có ngại ngần gì hết, chúng ta day dọc cái đùi này luôn. Được chưa ạ? Đó. Từ từ chúng ta làm nhiều, chúng ta sẽ có kinh nghiệm. Còn giờ chúng ta cứ day dọc sát đùi này. Mọi người nhớ dùng tôi là xoay chân nào nên ngồi bên đó. Lý do để chúng ta không có xoay ngược. Xoay xong thì chúng ta xem cái chân này. Mọi người thấy sao ạ? Mọi người thấy sao ạ? Là thấy khác chưa ạ? Rồi, nhớ là cái việc mà chúng ta xoay ấy, nó là mềm. Nhưng mà quan trọng lúc nào cũng phải khóa cái chỗ này. Khóa cái nhị môn này nó sẽ tác động đến thần kinh. Và nó sẽ giúp cho cái chân nó mềm nhanh. Rồi, chúng ta xoay này. Rồi, chúng ta xoay này. Dễ chịu không chị? Dạ, chúng ta xoay đó. Đó, xoay khoảng 20 lần. Rồi, cũng như vậy đó. Khi mà chúng ta có dụng cụ thì chúng ta xoay rất là nhẹ nhàng, không có dùng lực. Còn nếu như chúng ta dùng tay thì chúng ta mướt mồ hôi luôn á, mà nó còn không được tới luôn. Gần sát mà dùng rồi. Giờ bắt đầu đến cái phần tiếp, chúng ta sẽ làm xoay chân nữa, không để xoay ngược chiều, có nghĩa là không được xoay giạt ra ngoài, người ta sẽ bị chật cái khớp hàm. Mình phải xoay về đâu? Xoay về phía cơ thể. Tức là xoay sang chân đối diện và xoay phải quạt rộng nó ra, có nghĩa là vừa xoay vừa đè nó xuống sang bên cạnh. Ok chưa? Đó, xoay thế đó. 1 này, 2 này, thấy mềm chưa? Mềm rồi đó, giờ cái khớp ngồi nó cũng dễ chịu rồi đấy. 3 này, 4 này, đó, mình đè sát chưa? Bây giờ sát rồi đó, này. Bây giờ như mấy cô múa ba lê rồi. Rồi, 5 này. Rồi, rồi bây giờ xoay quạt rộng ra nhá. 3, 4, quạt rộng ra thế đó. 5, rồi được chưa ạ? Rồi, cái chân ngon lành rồi. Được chưa? Cái đầu đó mình đó. Được chưa? Rồi, được chưa? Thế mà trước khi mình xoay á, bây giờ mình đo chân đi đã. Xoay ngược lại đi chị Hoa, chị Hoa. Đó, đó chị bông Hoa, chị bông đi cả gần chưa? Mở gan tay ấy. Người không? Đây, người em. Đó. Đúng rồi. Mình đo một chân là mình đo hai là hai, đo hai chân. Mình đo một lúc hai chân. Thì mình nước đo thế nào thì đo. Giờ mình muốn đo thì mình đá đi. Anh Sơn giữ cái khóa nhị môn, một tay đèn tay dây. Tiếp đẩy xuống cái phía hõm ở phía dưới em. Của anh. Vậy là cái đó. Đúng rồi, hai hõm đó đúng rồi đó. Mình sẽ thấy hai hõm hõm hết. Đúng rồi. Đây. Đây xuống, đây xuống. Rồi, đây xuống. Cô bảo hả, mấy lần là hiểu. Đây này, đây này. Nghe cái hổ, nghe cái mắt, vậy đó. Nhiều hồn giờ đâu có biết. Đây, cái bánh này. Thầy ơi, sao không ra nhanh đen này? Phải là không? Xuống đến chân này. Không, làm hôm bên này đâu mới xoay chân chứ hả? Mình dưới xuống chân. Em xoay đi lại. Tới rồi nè. Rồi, sau chân là xoay ngược chưa? Chỗ Hà sao bị cấn hơn vừa lúc Hà nằm xuống đây.
chân ở dưới này. Rồi, được rồi, kẹp vào. Sau đó người bệnh nhớ ngồi sát mông vào tường. Người bệnh ngồi sát mông vào tường, thẳng lưng lên. Sẽ lấy hai tay của mình kéo cái chân mình hết cỡ vào. Kéo hết cỡ nào có thể. Đúng rồi, kéo hết cỡ có thể. Và chúng ta lấy tay, rồi kéo hết cỡ chưa? Chúng ta kéo cái đầu gối ra ngoài. Rồi, làm như sau này, chúng ta sẽ mở mấy cái van tĩnh mạch. Đây, làm cho cái mắt này. Đây, anh âm thầy này, để mọi người nhìn cách nha. Mạch lớn chúng ta sẽ mở mấy cái đẩy. Đó, bác thấy chưa? Phục, thấy chưa? Thấy chưa? Tắc cả đống ở đây này. Và chúng ta đẩy này, chúng ta kéo vào. Và chúng ta kéo vào như thế là để làm đả thông, để mở mấy cái van tĩnh mạch này. Nó bị tắc lâu, các bác này bị lâu lắm rồi đấy. Mấy chục năm chứ không phải mới đâu nha. Đẩy cả, đó, lục cục á. À, chúng ta đẩy hai cái chỗ này nha. Và chúng ta sẽ vuốt xung quanh này. Vuốt xung quanh vào phía đầu gối, vuốt xung quanh vào. Mình làm như thế khoảng 10 lần, 20 cái. Rồi lúc này sau khi chúng ta làm xong á, thì lúc này là chúng ta đang mở. Rồi dưới chân ra thì bây giờ ông thầy làm giúp tôi. Là mình sẽ dùng hai tay, mình sẽ vuốt từ đây đi qua đầu gối luôn. Ok, làm khoảng 10 lần. Rồi, anh vuốt từ dưới đi qua đầu gối luôn. Vuốt đi qua đầu gối luôn. Đó, đúng rồi. Vì sao chúng ta làm như thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.